Một siêu phẩm nhà vườn rất đẹp tại Nghệ An đấy các bạn nhé Công trình lần này có kích thước là bằng 11,4 Và chiều sâu công trình là bằng 13,1 nhé quý vị và các bạn Công trình thì có cái diện tích phòng khách là bằng 28 m vuông, Phòng thờ là được 75 m vuông, Bếp ăn là 21 m vuông Và chúng ta gồm có 3 phòng ngủ nhé quý vị và các bạn Và tất cả các phòng ngủ thì đều đạt được cái diện tích tối thiểu là bằng 125 m vuông Và tối đa là 135 m vuông như quý vị và các bạn nhé Về phần hình thức công trình thì đều được HCG thiết kế cực kỳ hiện đại Hài hòa gần gũi với thiên nhiên và con người Việt như quý vị các bạn Phần mái ngói thì sử dụng cái màu lông ghi chuột Và phần bên dưới đệm chân cũng là màu ghi Phần thân là màu trắng Quý vị các bạn nhé Đây chính là cái phần hình thức của một ngôi nhà đó, đây các phần mái của công trình các bạn có thể là quan sát thêm bên trong phần 3D của công trình để chúng ta sẽ nắm bắt được và hình dung cái công trình lần này nó rõ hơn phòng thờ đối diện với lại khu vực phòng khách và phòng bếp ở một góc cuối nha các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và follow kênh Hồ Sơ Vé SG để nhận những video những cái công trình nhà đẹp nhất ạ. Xin trân trọng cảm ơn.